Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV của mình. Và hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2019 và bây giờ thì cũng là 10 rưỡi cho các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có inbox sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Và bây giờ thì mình sẽ giới thiệu sản phẩm đầu tiên mình giới thiệu các bạn là chiếc Oppo, con này là chiếc Oppo A51. Hôm nay nhà mình vừa mới thâu lại của khách con này xong nhé. Hình thức còn 80% các bạn nhé. A51 đấy ạ. Thì mình cũng giới thiệu cô sơ qua con này là cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 900k các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A51 để cho các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Con này thì là chạy 2 SIM 2 sóng nhé. Thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà mình. Số điện thoại nhà mình thì có hai số, một là 0966221789 này. Số này thì mình sẽ dùng Zalo luôn các bạn nhé. Và số thứ hai là 0833221789. Các bạn gọi số 1 không được thì các bạn liên hệ số 2 giúp mình nhá. Và ở clip thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn, nhà mình bắt đầu làm việc từ 7 giờ sáng và tối là đến 10 giờ đêm nhá. Nên là các bạn gọi cho mình muộn quá và sớm quá thì mình không bắt máy được, là mong các bạn thông cảm nhá. Và hình thức mua hàng bên mình thì có rất nhiều hình thức. Một là các bạn thể chọn hình thức là chuyển khoản trước. Và hình thức thứ hai là các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán ấy, các bạn phải cọc về ship cho mình 50k và 100k tùy theo mức giá sản phẩm các bạn nhé. Thì và bên mình thì có ship 3 miền nên là các bạn ở xa yên tâm, không phải lo nhé. Và sản phẩm tiếp theo mình giới thiệu buổi tối ngày nay là Xiaomi Lot 2 nhé. Con này là Mi Lot 2, cấu hình con này là RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nhé các bạn nhé. Nó rất là nhạy luôn ạ. Đây, Mi Lot 2 cấu hình này RAM 2GB, bộ nhớ 16GB nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1 triệu đồng các bạn nhá. Hình thức còn khoảng độ 90% nhá. Đấy, hai sản phẩm này thì nhà mình có hai sản phẩm này là mẫu này gọi là rẻ này. Dụ nhà các bạn có em nhỏ hoặc là dụ mà các em nhỏ ấy, các bạn có thể mua về tặng cho em nhỏ xem phim, nghe nhạc hoặc làm một máy đi học có kiểu, nói chung là rẻ tiền lên. Rẻ tiền thì cũng ok nhá. Đấy, phù hợp với học sinh sinh viên. Đấy, nhà các bạn hoặc là các em mua về các em nhỏ chơi game hoặc là xem phim nghe nhạc, nghe gọi khá là ok nhá. Và các bạn dùng cũng ok nhá, không sao cả. Nói chung là tùy theo người. Đấy nhá, nhà mình thì hôm nay nhà mình có mỗi hai con này là giá rẻ nhất này. Thì mình giới thiệu luôn các bạn nhá. Các bạn nên ra hàng mình là sớm nhất nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn chiếc Soli này. Soli thì nhà mình hôm nay có hai chiếc Soli nhá. Soli nhà mình có chiếc này, còn chiếc X con này hôm nay nhà mình thì có con này thôi. Đây, Soli X Performance. X Performance đấy nhá. Nhà mình thì có một chiếc màu gold đấy các bạn nhá. Nhà mình thì có một chiếc màu gold này. Đây, hình thức còn khoảng độ 95% các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 1.300.000 các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Soli X Performance thì các bạn nhận hàng mình sớm nhất nhé. Một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại như mình nhé. Đây, máy màu gold rất đẹp ạ. Soli X Performance này. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Các bạn có thể là chơi game các kiểu cũng rất là ok nhé. Nhà mình thì cũng đang sử dụng Soli rất là ok. Pin này thì đang bị hết mất rồi ạ. Màu gold cũng khá là đẹp nhá. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc Samsung Z7 Pro. Z7 Pro thì hôm nay nhà mình về được hai con màu đen đấy các bạn nhá. Z7 Pro, Z7 Pro thì cấu hình con này hai con này là bản Hàn nhá. Bản Hàn hay SIM các bạn nhá. Z7 Pro bản Hàn hay SIM nhá. Này còn hai con này là bản Hàn hay SIM ạ. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro bạn những tay hàng mình là sớm nhất nhá. Cấu hình con này là RAM 3GB, bộ nhớ 32GB. Pin con này thì chắc nhiều các bạn đã dùng nhá. Pin rất ok các bạn nhá. Pin con này nó rơi vào khoảng độ 3600k. Nhưng mà pin Samsung Z7 Pro rất là trâu bò nhá. Nên các bạn dùng yên tâm nhá, không phải lo nhá. Và sản phẩm Samsung Z7 Pro thì các bạn bên mình đã thanh lý các bạn với giá là hơn 2 triệu đồng. Để có giá tốt nhất thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại như mình. Nói chung là về giá cả các bạn yên tâm, thuận mua vừa bán mà, các bạn liên hệ trực tiếp cho mình.
Giá ưng ok, các bạn có thể là liên hệ đặt hàng nhé các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Pro, bạn đến hàng mình được sớm nhất nhá. Nhà mình có màu đen, hình thức còn 97-98% các bạn, rất là đẹp. Nhà mình được có hai tên nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày này giới thiệu các bạn là chiếc Samsung, con này là Samsung, con này là Samsung A9 Pro. A9 Pro thì con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 700k nhé. Cấu hình con này là RAM 2GB. À sorry các bạn, cấu hình con này là RAM 4GB, bộ nhớ là 32GB nhé. Là i11, i12 này. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A9 Pro thì nhớ các bạn đến hàng mình là sớm nhất nhé. À, lương thì có sức sức phải phải tí theo thời gian các bạn nhé. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 2 triệu 700k. Đấy, con này thì trang bị là màn hình rất là to đấy. Màn hình rất là bự đấy các bạn ấy. Ví dụ như các bạn mà có ông bà bố mẹ hoặc là các bạn ông bà mà tuổi cao mắt kém, các bạn thể mua sản phẩm Samsung này về. Chữ to, màn hình to, về xem phim rất là ok các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung A9 Pro, các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Đấy, một là qua Zalo, hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé. Và ở clip thì mình cũng nhắc lại các bạn luôn, thì tính mình thì hay bị quên. Dù các bạn nào đã đặt hàng bên mình thì chứ mình thì ship hàng, thì mong bạn liên hệ lại giúp mình nhé. Hoặc là ví dụ mà tin nhắn mà hoặc là tin nhắn Zalo, Facebook mình không trả lời kịp ấy, thì mong các bạn liên hệ trực tiếp qua số, mọi thắc mắc thì các bạn thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại bên mình nhé, để mình hỗ trợ cho các bạn một cách nhanh nhất nhé các bạn nhé. Thì nhiều khi tin nhắn mình không để ý được, mong là các bạn thông cảm ạ. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay mình giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 7 Plus, iPhone 7 Plus đấy ạ. iPhone 7 Plus, con này là bản Mỹ 32GB nhá. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách của ngày hôm nay xong. Máy màu gold, hình thức con này phải đến 95% nhé các bạn nhé. Con này hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong. Con này thì mình đã kiểm tra hết nhá. Con này thì vì mình hàng mình mua lại của khách nhá, nên là mình kiểm tra rất là kỹ nhá. Nên là các bạn yên tâm nhá, kiểm tra và test rất là kỹ. Tại vì mình cũng bỏ tiền ra mua mà, chứ không phải là mình không phải là mình cũng không xin được, không phải là mình xin người ta được, nên là mình kiểm tra cũng rất là kỹ rồi nhá. Nên là các bạn yên tâm về mua về sử dụng nhá. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong, thì mình thâu với giá cũng là hợp lý, thì mình sẽ thanh lý bạn với giá hợp lý. Con này thì bên mình đang thanh lý bạn với giá là 5 triệu 800k các bạn nhá. Pin con này thì khách người ta cũng là thay pin 100% nhá, dung lượng pin thì đã 100% rồi các bạn ạ. Người ta cũng đã thay pin rồi nhá, dung lượng 100% nhá. Tại vì iPhone bây giờ hầu như là phải thay pin hết các bạn ạ. Còn không thay pin thì nói chung là dùng nó cũng kém lắm, tại vì cũng sản xuất ra cũng được vài năm rồi nhá các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus màu gold này, các bạn liên hệ mình là sớm nhất nhá. Con này thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá là 5 triệu 800k nhá. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 7 Plus thì các bạn liên hệ mình sớm nhất nhá. Các bạn thấy điện thoại bây giờ rẻ không ạ? Quá là rẻ luôn. Con này lúc thời điểm mới ra là toàn 20-30 triệu. Mình thời điểm mình nhớ mình bán ở Hà Nội, con này mình bán đến 30 triệu, hơn 30 triệu đấy. Bây giờ các bạn thấy rẻ không ạ? Chỉ với 5-6 triệu các bạn đã sở hữu iPhone 7 Plus rồi ạ. Nói chung là con này được cái cam và rút 7 Plus rất là sướng nhá, chụp ảnh quay phim rất là nét. Và tất cả các máy video mình quay này, các video, tất cả các video mình up lên YouTube này toàn quay ở trên iPhone 7 Plus đấy nhá. Nên là mình cũng khuyên các bạn là dùng iPhone để quay video rất là tuyệt vời nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày nay giới thiệu các bạn là chiếc iPhone 6S này. iPhone 6S thì hôm nay nhà mình có 6 cây nhé. Nhà mình hôm nay về 6 cây này. Một chiếc nhà mình 6 cây thì 5 cây, 5 cây thì có một chiếc là bản 32GB nhé. iPhone 6S. Con này là bản 32GB nhá. Bản Mỹ 32GB nhá. Còn 5 con còn lại đây thì tất cả là bản gì nhỉ? Bản 16GB hết nhá. Nhà mình thì có màu hồng này, màu vàng và màu gray nhá. Thì tất cả sản phẩm iPhone 6S thì hình thức bên mình thì từ từ 95 đến 99% các bạn nhá. Bọn này chỉ cứ 97 98 đến 9% ạ. Con này phải đến 97% nhá. Con này bản 32GB màu hồng nhá. Và tất cả iPhone 6S nhà mình ấy, thì bên mình đang thanh lý các bạn với giá cực kỳ lời thôi, dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Đấy. Nhà mình thì có đây các bạn này, nhà mình thì có một chiếc là bản 32GB này. Thế này, một chiếc bản 32GB và 5 chiếc còn lại thì là bản 16GB nhá.
bên mình đều thanh lý cho các bạn với giá là dưới 3 triệu đồng các bạn nhé. Thì tất cả về phần pin con này thì mình toàn là trên 90% nhé. Pin 6 con này toàn lên trên 90% các bạn nhé. Nên là các bạn cứ yên tâm về pin nhé. Các bạn chỉ mua về xài và sử dụng thôi nhá. Nên là các bạn không phải phần lo về phần cứng hay pin, các bạn đừng yên tâm ạ. Bạn nào thích sản phẩm iPhone 6S này nhá, các bạn nghe hàng mình được sớm nhất nhá. Nhà mình được một chiếc 32 GB màu hồng và 5 chiếc còn lại là bản 16 GB. Đấy, các bạn thấy điện thoại bây giờ rẻ không ạ? Chỉ với hơn 2 triệu đồng và 3 triệu đồng các bạn đã sở hữu iPhone 6S đấy. Đấy, nói chung là người dùng cái bây giờ điện thoại bây giờ rẻ ấy, thì các bạn người dùng là các bạn là người lợi nhất nhá. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có ít mẫu sản phẩm cũ mình giới thiệu và thanh lý các bạn. Các bạn xem video của mình thấy hay thì các bạn nhớ hoan hỉ chia sẻ video mọi thân. Biết đâu mọi người thân đến sản phẩm cũ của mình thì các bạn có thể ủng hộ mình nhé. Và bây giờ thì cũng muộn rồi và xin chúc bạn đang xem video của mình một buổi tối ngủ ngon. Và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui hạnh phúc nha. Chào các bạn nha.